Dạ vâng, gửi lời chào đến toàn thể anh em đam mê bmv trên mọi miền tổ quốc. Nay là show bên em lại làm một cái video ngắn để giới thiệu cho anh em cái nhạc bmv đa năng một mặt. Thì anh em nào mà có nhu cầu ấy, hãy liên hệ trực tiếp qua hai cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề. Anh em cứ gọi thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho anh em. Nhà em thì ship hàng COD toàn quốc, giao hàng đến tận nhà. Anh em được kiểm tra hàng thì mới phải thanh toán. Và không để làm mất thời gian của anh em thì em xin giới thiệu và cái mẹt bẫy bìm bìm một mặt này. Đấy, thì cái mẹt này thì anh em có thể là đánh ở trên cây cũng được, hoặc là đặt ở dưới đất đánh cũng ok, tùy thuộc vào địa hình. Anh em thấy cảm thấy là địa hình nào nó đẹp ấy thì anh em đặt. Đấy, và cái nguyên liệu chính của cái mẹt này thì là bằng inox hoàn toàn anh em nhé. Đấy, không phải là bằng sắt hoặc bằng thép. Bằng sắt bằng thép thì nó sẽ bị han. Inox hoàn toàn này đảm bảo cho anh em là không bao giờ bị han. Và nhà em làm sơn cho anh em này một cái lớp sơn màu đen tối màu như này để đảm bảo cho tăng cái tính ngụy trang khi anh em đi đánh ấy. Còn bìm bìm nó sẽ khó phát hiện ra đây là cái mẹt bẫy. Còn và cái phần lưới của nó ấy, cái lưới của mặt sập này đấy là bằng lưới dù anh em nhé. Đấy, cái lưới này thì đảm bảo cho anh em đánh 5-7-15 không bao giờ rách được. Đấy, nhiều anh em mua hàng gọi tham khảo đến thì bảo là lưới này sợ rách, nhưng mà em bảo hành cho anh em là đi đánh thoải mái 5-7-15 không bao giờ bị rách được cái lưới này, trừ khi mà anh em mà bị vướng mắc vào cái gì nó giật mạnh quá thì nó mới đứt thôi, chứ còn anh em để đánh bì bì thì không bao giờ rách được cái lưới này. Đấy, 5-7-15 không bao giờ rách được. Đấy là về cái phần lưới. Còn về cái phần ở bên trong cầu tử thì trong cầu tử này, đây là về phần trong cầu tử thì nhà em làm cho anh em là bằng gỗ xong anh em nhé. Cầu tử này thì bằng gỗ xong để đảm bảo cho tăng cái tính ngụy trang. À, khi con bìm bìm nó sẽ đi vào ấy, nó sẽ nhắm chân lên đây nó dễ dàng hơn. Nếu mà làm bằng độc inox không ấy, thì nó sẽ inox này nó nhổ ngoài nó sẽ không có độ bám. Còn về cái chiều cao của phần cầu tử này thì chiều cao từ cái phần cầu tử này xuống đến mặt đất là nó khoảng rơi vào 7-8 phân để đảm bảo cho anh em là khi con bìm bìm nó đi vào ấy, cái ngực của nó sẽ chạm vào đây, bắt buộc là con bìm bìm nó sẽ phải nhắm chân lên cầu tử này để nó ăn con mồi bên trong. Đấy, đây là làm cho anh em cả một cái dây buộc con mồi nhé. Đấy, anh em có thể là buộc chuột hoặc buộc mồi vào đây. Và cái phần cầu tử này làm rất là chắc chắn. Còn là cái phần lò xo của nó, lò xo là gồm 4 cái lò xo anh em nhé. 4 cái lò xo này là làm bằng thép. Đấy, chỉ riêng cái lò xo này là làm bằng thép thôi. Lò xo này là lò xo chịu lực, đảm bảo cho anh em là đánh không bao giờ nhão được cái lò xo này. Đây là em sẽ test thử cái lực sập của cái lò xo này. Đấy, rất là mạnh luôn. Lực sọc này thì rất là mạnh để đảm bảo là không bao giờ đánh không bao giờ nhã được. Còn về cái phần đầu đây, phần đầu đây thì làm cho anh em một cái móc để khi con bìm bìm nó sọc xuống rồi nó dây ruộng nó sẽ đây ở đầu này nó sẽ vướng một cái móc này. Đấy, dây ruộng không bao giờ ra được, nó vướng vào móc này rồi không bao giờ ra được anh em nhé. Đấy, còn về cái mẹt này nếu mà khi anh em mang đi đánh thì anh em có thể là thu gọn được như này. Đấy, ở đây nó ở đầu này có móc. Đấy, thu gọn được như này rất là nhỏ các bạn, sạch đi khi nào anh em mà đánh thì anh em mới bỏ ra thôi. Đấy là về cái phần đầu móc này. Còn về cái phần đây là móc treo nhé. Móc treo này thì để anh em treo trên cây đánh, còn nếu mà khi đặt dưới đất thì không cần sử dụng cái móc này. Nhưng mà cái này thì có thể là ưu điểm của nó là đánh được cả trên cây và cả dưới đất. Đây là cái phần móc treo. Còn bây giờ là em sẽ test thử cho anh em xem cái độ của sập, độ nhạy của cái mẹt này. Thì em giới thiệu thêm một cái nữa là nhà em cung cấp cả mẹt hai mặt, cả lù. Nói chung là về cái đồ bẫy bìm bìm thì nhà em tất cả các đồ về loa, về bìm bìm giả, về thầm những nhà em đều cung cấp. Thì anh em nào có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ trực tiếp. Thì đây em sẽ test thử cho anh em xem cái độ nhạy của cái mẹt này. Đấy, độ nhạy thì rất là nhạy, khi nó sập thì rất là mạnh anh em nhé. Khi nó dễ xuống như này không bao giờ ra được. Thế là về cái độ nhạy của lò xo này thì anh em nào mà có nhu cầu ấy hãy liên hệ trực tiếp qua hai cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề ấy. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho anh em. Còn nhà em thì ship hàng toàn quốc rồi, giao hàng đến tận nhà. Anh em được kiểm tra hàng đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng cái sản phẩm như video em giới thiệu đây thì anh em mới phải thanh toán. Còn ngoài ra thì anh em không phải mất 1.000 nào cọc cạch anh em nhé. Đấy, thì một cái video ngắn thì em giới thiệu là cái mẹt bẫy bìm bìm một mặt này thì em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.